Hello tất cả mọi người, lại là mình đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn nhé. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh. Mời các bạn, các bạn thấy đẹp thế thì mình xin lượt like. Ra đăng ký kênh. Tạm biệt các bạn. Mình các bạn ba lần nhầm. Mình sẽ đầu tiên mình sẽ đi chọn màu tô trong trình của các bạn. Các bạn hãy theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Mình cảm ơn các bạn. Rồi mình đã tô màu xong thì bọn em xin làm cho kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ gọt màu đen nhé. Màu đen rồi. Xem đồng hồ đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Mẹ thích mở đi đâu, tát cái rồi. Vạ vạ, lục nhà lục nhu. Tập trận sao? Xem ai cho xem mà xem, vơ vạ vạ. Không xem. Cái bí mật lại mẹ có đéo gì bí mật đài. Ngân video này nha. Ngôi video này ở dưới lao. Nghe gì á? Nghỉ 50 phút thôi anh nhé. Rồi. Anh Cường. Hả? Mà nghỉ 50 phút thôi anh nhé. Thế đâu rồi? Nghỉ trong 5 phút. Chị 50 phút này. Để nhá, máy đầy. Để lúc nào nghỉ dưới lao á thì cầm nó lên cho nó tải. À đây giờ nghỉ ai xong rồi. Giờ thế nào đây thì. Vâng, giờ thế nào là nốt rồi. Bao nhiêu video rồi mà bao. Không biết, chưa đi. Ai bố được quẻ. Cái của nó không không ấy được. Dài. Nó chỉ được đến 27 với 28 thôi. Tôi video 29. Còn cái máy đen là 50 là chả biết hơn 50 chắc tí. Ờ. Máy đen thì nó nhiều hơn, nó nhiều hơn được này. Chắc chỉ đã được 20. Ôi, quyết bán cái nước gì đấy? He, phà đi. Phà á? Chúng ta kể phà này. Đây là cái nước gì? Mua cái chai... Xem nó ốc ở đây, ta có bảo cho. Tao giờ để tủ lạnh à. Rồi cái đêm nó này đến, cái này uống. Thì chỉ mua chai cái này cho bà. Nó còn đây cái... nước màu xanh thì hết đỏ, uống hết đỏ, mất được màu đỏ rồi, dâu rồi.
Bây giờ mình đã đi tô màu xong các bạn ạ. Các bạn thấy tô màu đẹp hay trong Simulai, đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.